Xin chào 500 anh em đã trở lại với chương trình Biết Gì Nói Nấy. Và sau 3 clip làm về Premiere thì cái số liệu mà YouTube nó gửi về cho mình, theo mình thấy là anh em cũng khá là hóng cái nội dung này. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu làm cái loại series Premiere, phần mềm dựng phim cho người mới bắt đầu. Mới bắt đầu thì không phải là mở cái phần mềm Premiere đâu, mình phải tạo cái folder. Rồi mình sẽ tạo một cái folder về cái project của mình, cái sản phẩm mà bạn muốn dựng, cái clip bạn muốn dựng nó có music, nó có âm thanh, âm nhạc, và nó tất nhiên là phải có sổ rồi. Cái này là cái file ghi âm, và đây là cái file render. Cái file render này là sau khi các bạn export vào thì nó sẽ nằm tất cả ở trong này. Nếu cái clip của các bạn có những cái icon, có những cái kỹ xảo, có những cái linh tinh lang tang thì hãy tạo folder cho nó để dễ kiểm soát. Và bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm Premiere lên. Khi mà mở phần mềm Premiere và cái máy của bạn mới cài nó không có một cái gì cả thì hãy tạo một cái new project. Cái project nó là một cái hộp rất là bự để đựng những cái thứ bạn quay ở trong đó, có thể là rất là nhiều tập hoặc chỉ có là hoặc chỉ có thể là một tập thôi. À, bây giờ mình sẽ chọn vào new project, đặt tên cho nó. Đây là cái ô đặt tên. Cái này là biết gì mới nấy ha. Đặt tên thì có thể đặt có dấu hoặc không dấu. Nếu mà đặt có dấu thì cũng hên xui thôi, lâu lâu nó sẽ bị lỗi về cái phần mà nó load file, nó sẽ không load được những cái file có dấu. Và chọn cái lưu, chọn cái ổ, cái folder để lưu cái project này là ở đây. Đâu rồi? Red rồi. Đây. Mình sẽ tạo một cái new folder thì mình sẽ để là project. Mình sẽ lưu ở trong này. Để khi các bạn tìm file nó rất là dễ. Rồi ở phần tiếp theo là General thì cái tab General General, má ơi tiếng Anh đọc mệt quá, tôi không có rành tiếng Anh cho lắm, mình chỉ đọc được sơ sơ thôi. Thì đối với những cái máy mà có card màn hình thì nên chọn card màn hình. Còn những cái máy không có card màn hình thì nó sẽ mặc định như vậy. Đó. Và nói về cấu hình của máy để dựng phim á, thì tóm gọn trong một câu, nếu có điều kiện hãy mua máy gaming mà dựng. Đó, ví dụ như bạn muốn một xài một cái laptop thì giống như mình đang xài một cái laptop thì mình sẽ mua một cái gaming mình dựng. Còn build máy bàn thì cứ ra ngoài tiệm nói với họ tao muốn một cái máy để dựng phim 4K hay là dựng phim FireRAW gì đó, người ta sẽ build cho bạn thôi. Còn còn những cái máy mà Core 5 hay là Core 7 không có card màn hình thì nó cũng dựng được chứ không vấn đề gì cả. Tại vì cái hồi xưa mình cách đây 6 năm mình cũng sử dụng một cái con HP Core i5 đời 3, RAM 2GB không card onboard để dựng. Và tất nhiên là sẽ sống chậm thôi. Còn những cái thông số như thế này, thêm code gì đó thì các bạn cứ để mặc định hoặc là tìm hiểu thêm về 16, 35 frame gì đó, rồi HDTV là High Definition Video thì cứ để HDTV thôi. Không biết có đúng không thì chắc chắn là đúng á. Lâu rồi mình không có nghiên cứu mấy cái thông số này. Và bước tiếp theo là mình sẽ coi mấy cái này, nó cứ để mặc định thôi, nó không có gì ảnh hưởng đâu. Và cái này cũng cứ để mặc định thôi. À, mình sẽ nhấn OK, nó sẽ ra cho bạn một cái giao diện, không phải là cái giao diện mình đang set để đâu nha. Cái giao diện mà mặc định của nó là cái giao diện đâu rồi, kiếm cái giao diện mặc định thôi. Hình như mặc định là cái này, cũng không nhớ nữa. Nhưng mà mình hay sử dụng cái giao diện như thế này để nó dễ quản lý cái file hơn. Giao diện editing như thế này. Ở đây nó có rất là nhiều tab. Effect Control, sụt, rồi Audio Clip Mixer, rồi cái này là cái thông tin của cái clip, cái info, cái project á, thì ở đây nó rất là nhiều. Và đây là cái ô để mình import và cái project vô nè. Còn media cái gì gì đó thì từ từ các bạn làm rồi sẽ tự tìm hiểu, nó cũng khá là hay nhưng mà mình không có xài mấy cái đó.
Và để cho nó thuận tiện trong việc trong cái làm việc á thì mình sẽ kéo cái này, cứ việc nắm nó vô thôi, đưa qua đây cũng được, và mình sẽ đưa qua đây để nó thuận tiện hơn. Và cái này mình sẽ đóng lại để cho cái thanh frame line này nó dài ra. Sau khi đã tạo xong cái không gian làm việc, tiếp theo là mình sẽ import file vào cái import media vào project. Nó có rất là nhiều cách import. Một là nhấn vào file, đây file đây, nhấn vào rồi chọn import, phím tắt của nó là Ctrl Y. Cách tiếp theo nữa là nhấp đúp vào cái tab project thì nó sẽ hiện lên cho các bạn cái để import. Và cách thứ ba nữa là vào đây, vào cái folder để chọn hết nhưng mà trừ cái file project này ra, import vô thôi. À, những cái file thì nó sẽ không có nhận thì mình cứ nhấn ok thôi. Và có ba folder ở đây, nó có ba folder và mình sẽ mở cái folder đầu tiên ra và nhấp đúp vào cái file nào đó thì nó sẽ hiện lên bên khung bên này, tức là cái ô sụt, cái tức là cái file thô của các bạn á, bạn cứ nhấp đúp vô thì nó sẽ ra, còn không thì bạn play bên này luôn cũng được. Nhấp chọn vô xong nhấn space, space là cái nút play. Ví dụ như lỡ thì các bạn xài chuột nhiều quá, lỡ quẹt cho đâu nó nhỏ xíu như này coi không được cái ảnh thumbnail của cái video thì chọn vào đây, và đây là cái to nhỏ của cái thumbnail. À, đây là cái to nhỏ của cái thumbnail, và đây là cái hiện theo. Ví dụ như các bạn ở đây nó sắp xếp theo số thứ tự để dễ nhớ dễ làm. Rồi xây thì trên cái gì là phim nghiệp dư cái thằng Quỷ Cường nó cũng hướng dẫn dựng file rồi xây rồi, vô đó coi những cái gì người ta nói rồi thì mình sẽ không nói lại, mình chỉ nói những cái mình biết thôi và người ta chưa nói thôi. Mình làm mấy clip này chỉ để chia sẻ kiến thức thôi chứ không phải là để mở lớp dạy dựng phim đâu, đi dạy mệt lắm. Cái clip này mình nghĩ là kết thúc ở đây được rồi, để cho anh em dễ thẩm thấu cái kiến thức mới mẻ này vào đầu chứ làm nhiều quá coi không hiểu gì đâu. Thế nên hãy đợi tập sau nhé, cách tạo một cái sequence, cách thả một cái sụt vô rồi làm mọi thứ. Mỗi tập mình chỉ làm trong gói gọn từ 3 đến 5 phút thôi để cho anh em dễ theo dõi và làm cho nó quen tay. Thì anh em có thể chịu khó làm, mỗi ngày mình chỉ cần bỏ từ 3 đến 5 phút để xem cái clip và làm theo cái clip. Nếu như chỗ nào anh em không hiểu thì cứ việc comment ở cái phần comment YouTube, cho chúng ta phần comment thì hãy comment vào đó để hỏi và chúng ta cùng chia sẻ thôi, chứ ở đây mình cũng không có dạy đâu. Mình cũng mong là anh em hãy dành mỗi ngày từ 3 đến 5 phút hoặc có thể 10 phút, anh em nào nhiều hơn thì có thể là 1 tiếng để thao tác cho nó quen tay. Thì bước đầu tiên đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại ở cái bước thứ hai. Xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe.